nhanh chóng trung thực chính xác Culture Channel kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đối với bản tin của sáng ngày 21 tháng 5 năm 2022 trên kênh Culture Channel Chúng tôi xin điểm qua một số các tin chính trong bản tin Canada sáng nay Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng cấm hoa khoe sẽ giữ cho người Canada an toàn và bảo mật trong tương lai Tại sao giá dầu cao không tạo ra sự bùng nổ kinh tế ở Canada? Thị trưởng thành phố Toronto viết thư cho chính phủ cảnh báo về sự gia tăng liên quan tới nạn cướp xe hơi. Các đảng tại Ontario đã làm gì để xử lý tình trạng giá tạp hóa tăng cao? Jason Kenny tiếp tục tập trung vào người dân cho đến khi chọn được người lãnh đạo UCP mới. Cảnh sát bắt giữ đối tượng sau khi một người đàn ông lớn tuổi kiếm thì trên C-Tram bị cắt cổ kẻ tấn công vào đêm Halloween tại thành phố Quebec bị kết tội giết người cấp độ 1. Một người đàn ông đã dùng đứa trẻ 3 tuổi làm khiên trắng khi đi cướp trạm xăng. Và sau đây Hoàng Ngọc sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau nói lệnh cấm Huawei sẽ giữ cho người Canada an toàn và bảo mật trong tương lai. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, quyết định cấm hãng viễn thông Trung Quốc Huawei sử dụng mạng không dây sẽ giữ cho người Canada an toàn và bảo mật trong tương lai. Ông Trudeau đã bảo vệ quyết định của chính phủ của ông về việc cấm Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Ông nói, mọi quốc gia đều có quyền và trách nhiệm đảm bảo an toàn và an ninh cho công dân, cho các doanh nghiệp và cho mạng viễn thông của mình. Việc chính phủ tự do chọn cấm Huawei không có gì đáng ngạc nhiên. Các hãng viễn thông lớn của Canada đã thông báo rằng họ sẽ không mua thiết bị Huawei mới khi triển khai mạng 5G. Trên thực tế, Huawei đã bị loại khỏi thị trường 5G ở Canada, kể cả không có thông báo từ Ottawa nhưng quyết định yêu cầu loại bỏ thiết bị huawei khỏi các mạng viễn thông hiện có mà không có khoản bồi thường từ chính phủ liên bang là một thứ đã không được dự đoán trước huawei luôn khẳng định họ độc lập với chủ quyền cộng sản trung quốc nhưng một số đồng minh an ninh thân cận nhất của canada bao gồm mỹ anh và australia đã bày tỏ lo ngại rằng các công ty có thể bị bắc kinh sử dụng để do thám các mạng viễn thông phương tây cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đã nói rằng Mỹ có thể sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia mà cho phép Huawei trong mạng của họ. Đó là một lời đe dọa đáng sợ đối với Canada, quốc gia nhập khẩu rồng thông tin tình báo trong liên minh Five Eyes. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa ra hiệu những lo ngại nghiêm trọng và sự không hài lòng mạnh mẽ với quyết định của chính phủ Trudeau hôm thứ Sáu gọi lời biện minh về an ninh quốc gia là cái cớ. Thông báo từ Đại sứ quán viết, nói thẳng ra phía Canada đang có hành động thông đồng với Hoa Kỳ để chấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc và cái gọi là lo ngại về an ninh của Canada chẳng qua chỉ là vỏ bọc để thao túng chính trị. Lệnh cấm Huawei 5G có thể gây tốn kém cho người tiêu dùng Canada, các công ty viễn thông nhỏ hơn. Các nhà quan sát nhận định, động thái cấm công nghệ của các nhà cung cấp Trung Quốc, Huawei và CTE khỏi mạng 5G của Canada sẽ có tác động lớn hơn đến những công ty nhỏ hơn trong ngành viễn thông so với các nhà mạng lớn và quyết định này có thể khiến người Canada phải trả nhiều tiền hơn cho các hóa đơn không dây. Bộ trưởng đổi mới François-Philippe Champagne đã thông báo vào chiều thứ Năm rằng công nghệ của Huawei không thể được sử dụng trong quá trình phát triển của các mạng này và bất kỳ cơ sở hạ tầng nào như vậy đã có sẵn đều phải bị loại bỏ. Điều đó bao gồm cả 5G và mạng 4G thế hệ hiện tại và các nhà khai thác được cho đến năm 2027 để loại bỏ công nghệ đã có sẵn. Ví dụ, thiết bị Huawei bán cho hãng viễn thông Canada, bao gồm các thành phần cho phép điện thoại di động kết nối với mạng. Ông Champagne cho biết chính phủ sẽ không hoàn trả cho các công ty những chi phí này. Sam Mabuse, giám đốc điều hành của công ty dịch vụ truyền thông IrisTel có trụ sở tại Ontario, cho biết việc dồn sức cho các nhà mạng để tước bỏ cơ sở hạ tầng hiện có của họ đối với bất cứ thứ gì do Huawei sản xuất gây tổn hại cho các công ty nhỏ, cung cấp dịch vụ quan trọng cho người Canada, sống ở các vùng nông thôn và hẻo lánh. Anh ấy nói rằng có khá nhiều công nghệ của Huawei trong mạng 4G của Iristel và công ty con Ice Wireless cung cấp dịch vụ không dây cho các khu vực ở cực bắc của Canada. Công nghệ của Huawei rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh như Ericsson hoặc Nokia và nó cũng chịu đựng tốt các điều kiện khắc nghiệt của miền Bắc Canada. Tại sao giá dầu cao không tạo ra sự bùng nổ kinh tế ở Canada? Giá xăng cao ngất trời đang đẩy nhiều người Canada đến giới hạn tài chính của họ. Thông thường, khi điều này xảy ra, sự tăng giá ở các máy bơm được bù đắp bằng sự bùng nổ tăng trưởng của nền kinh tế Canada. Giá dầu cao từng có nghĩa là đầu tư và thuê nhân công tăng vọt, nhưng điều này lại không xảy ra vào thời điểm hiện tại. Nhà kinh tế trưởng Avery Schenfeld của CIBC cho biết, thường thì khi giá dầu đang tăng người dân canada được nhẹ nhõm hơn một chút do đồng đô la canada có giá trị cao hơn trong trường hợp này đồng đô la canada không theo sau giá dầu mà nó còn đang di chuyển theo một hướng ngược lại vào lúc này và điều đó làm tăng thêm nỗi đau mà nhiều hộ gia đình đang phải gánh chịu Đồng Looney nói chung tăng vì có kỳ vọng rằng lĩnh vực dầu mỏ của Canada sắp tăng cường chi tiêu Nhưng lần này nó thận trọng hơn một chút mặc dù có một số lợi nhuận kỷ lục Lần cuối cùng giá dầu toàn cầu tăng cao như vậy bắt đầu từ năm 2008 đã có sự gia tăng đầu tư và bùng nổ tuyển dụng Chuyên gia hàng hóa Rory Johnston cho biết nhiều năm giá thấp và lợi nhuận thấp đã khiến các công ty cảnh giác với việc di chuyển quá nhanh trong thời gian này Chu kỳ bùng nổ của dầu mỏ không còn quá xa lạ khi giá cao các công ty đào giếng mới, mua thiết bị mới và thuê nhân viên mới. Họ làm mọi cách để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất trong khi giá cao. Nhưng giống như mọi thứ khác, thị trường dầu mỏ bị chi phối bởi cung và cầu. Giá tăng vì không có đủ dầu để đáp ứng nhu cầu. Khi các công ty sản xuất nhiều dầu hơn, khoảng cách về nguồn cung sẽ thu hẹp lại và giá cả giảm xuống. Giá dầu toàn cầu đã giảm trong năm 2015 và liên tục ở mức thấp trong nhiều năm. Nó đã cố gắng phục hồi vào năm 2019, nhưng sau đó đại dịch đã ập đến. Giá dầu giảm xuống mức tiêu cực và các nhà đầu tư bị cản trở. Khi giá dầu tăng chóng mặt trong vài tháng qua, các công ty dầu mỏ đã thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng đã có lãi trở lại. Saudi Aramco đã báo cáo mức lợi nhuận kỷ lục 40 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2022. Cenovus của Canada đã công bố quý đầu tiên tốt nhất từ trước đến nay với 1,6 tỷ đô la lợi nhuận. Vậy giá xăng dầu cao có tồn tại mãi không? Hai năm vừa qua là một trong những năm hỗn loạn và bất ổn nhất trong lịch sử hiện tại. Thật dễ dàng để tự hỏi liệu có lẽ mọi thứ đã thay đổi. Brett House, trước đây là phó trưởng kinh tế tại Scotia Bank, cho biết đã có nhiều dự đoán rằng COVID-19 đã thay đổi mọi thứ mãi mãi, nhưng hơn 2 năm trôi qua, những dự đoán đó vẫn chưa thành hiện thực. Ông cho biết rõ ràng hiện tượng làm việc tại nhà sẽ tồn tại khá lâu và điều này ảnh hưởng tới thời gian đi lại của người dân. Rõ ràng là không phải ai cũng có thể làm việc tại nhà và không phải ai có thể làm việc tại nhà cũng sẽ làm như vậy, ngay cả khi giá xăng đạt bất kỷ lục mới. Nhưng nếu một số trong số họ làm vậy, điều đó sẽ làm giảm nhu cầu và cho phép thị trường quay trở lại cân bằng nhanh hơn. Nhưng điều đó phụ thuộc vào thói quen của chúng ta và các chuyên gia đã chỉ ra, ngay cả khi đối mặt với giá xăng cao ngất ngưỡng, thì hiện tại xu hướng lái xe của người Canada vẫn đang ổn định và họ sẽ vẫn lái xe cho dù giá có cao thế nào đi nữa. Thị trưởng thành phố Toronto viết thư cho chính phủ và cảnh báo về sự gia tăng liên quan tới nạn cướp xe hơi. Thị trưởng thành phố Toronto ông John Tory cho biết ông đã viết lá thư cho chính phủ liên bang và chính phủ Ontario để bày tỏ những lo ngại về sự gia tăng đáng báo động của các vụ cướp xe, một cách chơi trảng trường khắp thành phố. Trong một thuyết của sáng ngày thứ sáu, ông Tory viết. Tôi vô cùng lo lắng về sự gia tăng của nạn cướp xe mà chúng ta đang thấy trong thành phố. Tôi biết cảnh sát Toronto cũng lo ngại về hoạt động tội phạm trơ trẽn này và đang làm mọi cách để bắt giữ những kẻ phạm tội. Trong lá thư, ông Tory cho biết cảnh sát Toronto đã báo cáo số vụ cướp xe tăng 55% so với năm 2021. Con số này đại diện cho sự gia tăng lớn nhất trong số các tội phạm lớn mà cảnh sát theo dõi. Cho đến nay, đã có 93 vụ cướp xe trong năm, trong khi vào thời điểm này của năm ngoái mới có 21 vụ. Ông cũng lưu ý rằng con số này có thể sẽ vượt qua tổng số 103 vụ cướp xe của tổng năm 2021, khi còn tận 7 tháng nữa mới kết thúc năm 2022. Đảng Tân Dân Chủ NDP đưa ra các đề xuất về giới hạn và quy định trong khi giá xăng ở Ontario tiếp tục tăng cao. Đảng Tân Dân chủ NDP đang hứa rằng họ sẽ giới hạn và điều chỉnh giá cả một đề xuất mà các đảng lớn khác đã bác bỏ và cho là không hiệu quả. Lãnh đạo của NDP là Andrea Hawa cho biết hôm thứ Sáu là bà sẽ điều chỉnh việc tăng giá xăng bán lẻ và mua bán và yêu cầu Hội đồng Năng lượng Ontario đưa ra mức giá hàng tuần bao gồm lợi nhuận hợp lý cho các công ty bán xăng. Đảng Bảo thủ cấp tiến đã thông qua đạo luật đã cắt giảm 5,7% thuế xăng trong 6 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và giá xăng trung bình ở trong tỉnh đang ở mức 2 đô la một lít. Bà Hoa đã cam kết hủy bỏ khoảng cắt giảm đó và nói rằng 600 triệu đô la doanh thu bị mất từ chiêu trò đó nên được chi cho bệnh viện và trường học. Và bà cũng cho biết không có gì ngăn cản các công ty xăng tính thêm 5,7 xu phí một khi có hiệu lực. Trong khi đó thì đảng PC chỉ ra một phân tích về thuế xăng ở Alberta cho thấy là nó thực sự đã làm giảm giá cho người tiêu dùng. Lãnh đạo đảng tự do Stephen Del Duca cho biết ông sẽ duy trì việc cắt giảm thuế xăng. Đảng PC nói rằng ông này không thể vừa ủng hộ việc cắt giảm thuế xăng tạm thời, vừa ủng hộ việc định giá carbon là điều làm tăng giá chi phí xăng dầu. Ông Del Duca cho biết chi phí sinh hoạt hiện tại đòi hỏi giá xăng phải được giải quyết ngay bây giờ. Nhưng cũng có nhiều cam kết trong cương lĩnh của ông nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu lãnh đạo của đảng xanh mike schreiner cho biết cách tốt nhất để giải quyết chi phí vận tải là sử dụng các giải pháp hệ thống chẳng hạn như là điện khí hóa họ đang đề xuất giảm giá cho xe điện cắt giảm một nửa giá vé xe công cộng và loại bỏ nhu cầu về các chuyến đi dài đến và đi từ nơi làm việc cũng như các nhà lãnh đạo khác ông schreiner cho biết quy định về giá xăng vẫn chưa được chứng minh là có hiệu quả các đảng tại tỉnh bang Ontario sẽ làm gì để xử lý tình trạng giá tạp hóa tăng cao? Theo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất từ cơ quan thống kê Canada, giá thực phẩm tăng 8,7% so với năm ngoái. Hóa đơn hàng tạp hóa hàng ngày tăng là kết quả của một số yếu tố, bao gồm các vấn đề về chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19 và cuộc chiến ở Ukraine cùng với một số yếu tố khác trong chiến dịch bầu cử cấp tỉnh này các đảng chính trị lớn ở ontario đang đưa ra những lời khứa mà họ nói rằng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho chi phí hàng hóa tăng cao nhưng đó không phải là tất cả họ cũng đưa ra đề xuất về các ý tưởng để củng cố và bảo đảm chuỗi cung ứng thực phẩm ở trong tỉnh để bảo đảm các kệ hàng tạp hóa luôn được dự trữ đầy đủ về đảng bảo thủ cấp tiến Đảng bảo thủ cấp tiến đã không đưa ra bất kỳ biện pháp rõ ràng nào để giảm bớt hàng hóa ở trong ngân sách trước của bầu cử năm 2022. Thay vào đó, đảng này chỉ ra vô số các chương trình hỗ trợ xã hội và miễn giảm thuế, chẳng hạn như là tính dụng thuế cho cá nhân và gia đình có thu nhập thấp. Đây là chính sách mà đảng này cho là có thể giúp được các cá nhân và gia đình có nhiều tiền hơn để chi trả cho chi phí sinh hoạt. Đảng MPC cho biết họ sẽ dựng một kế hoạch về an ninh lương thực và ổn định chuỗi cung ứng được hợp tác bởi các nhà lãnh đạo nông nghiệp và nông sản. Đảng cho biết kế hoạch này sẽ nhằm thúc đẩy sản xuất lương thực trong nước và tăng cường độ tin cậy của nguồn cung cấp thực phẩm của Ontario. Đối với đảng tự do, đảng tự do cho biết họ sẽ loại bỏ phần thuế 8% HST đối với thực phẩm chế biến sẵn dưới 20 đô la. Điều đó sẽ bao gồm các mặt hàng như là gà quay, các mặt hàng có sẵn tại các cửa hàng tạp hóa. Đảng tự do cho biết họ sẽ thanh toán việc cắt giảm HST với mức thuế phụ thu là 1% đối với các công ty ở Ontario có thu nhập hơn 1 tỷ đô la và việc giới thiệu khung thuế mới cho những người Ontario kiếm được hơn 500.000 đô la. Đảng Tự do nói rằng họ sẽ giảm giá thực phẩm dài hạn bằng cách lập pháp luật công bằng và đàm phán cởi mở với các nhà bán lẻ và nhà cung cấp, nhưng mà không cung cấp thêm nhiều thông tin. Đảng cũng đang đề xuất mở rộng chương trình dinh dưỡng cho học sinh của tỉnh bằng cách cung cấp sữa buổi sáng miễn phí cho tất cả các học sinh có nhu cầu từ kindergarten đến lớp 12. Đảng Tân Dân Chủ NDP đảng ndp cho biết họ muốn tạo ra một chiến lược lương thực cấp tỉnh để giúp đưa các thực phẩm lành mạnh có nguồn gốc địa phương tới người dân ontario hỗ trợ cho các công việc nông nghiệp trong chế biến thực phẩm vận chuyển nhiên liệu sinh học và bán lẻ và đồng thời giúp các gia đình nông dân trẻ và các nông dân khởi nghiệp được cố vấn tư vấn về tài chính và bảo đảm khoản vay đảng Tân Dân Chủ cho biết họ cũng sẽ điều chỉnh giá xăng thông qua Ủy ban Năng lượng Ontario để giúp làm giảm chi phí vận chuyển thực phẩm nhưng mà không cung cấp thêm chi tiết. Ngoài ra, NDP cho biết họ sẽ hỗ trợ cải cách quản lý nguồn cung và ủng hộ Grocery Code of Conduct đề xuất có khả năng chi phối mối quan hệ giữa các chuỗi hàng tạp hóa và các nhà cung cấp thực phẩm. Đối với đảng xanh, Đảng Xanh cho biết họ sẽ cung cấp tài trợ cho thị trường thực phẩm lành mạnh do cộng đồng sở hữu và đặt mục tiêu mua hàng cho các tổ chức chính phủ để mua thực phẩm được sản xuất ở Ontario. Đảng hứa chính phủ Xanh sẽ giới thiệu một chương trình bữa trưa bổ dưỡng cho hệ thống trường công lập. Họ cũng cam kết không bao giờ lãng phí hoặc là bỏ bất kỳ thực phẩm dư thừa nào mà thay vào đó sẽ sử dụng nó dành cho động vật và con người. Đảng Xanh cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ đầu tư vào phát triển lĩnh vực nông sản và nông dân, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Và đảng Xanh cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục nâng cao hệ thống quản lý cung ứng bằng cách bổ sung thêm nhiều sản phẩm nông nghiệp vào đó. Jason Kenney tiếp tục tập trung vào người dân cho đến khi chọn được người lãnh đạo UCP mới. Trong khi đã công bố ý định từ chức lãnh đạo Đảng bảo thủ thống nhất vào đầu tuần này, Jason Kenny cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi ông rời khỏi chức vụ của mình. Sau khi nhận được 51,4% sự ủng hộ trong cuộc xem xét lãnh đạo của mình, Kenny đã thông báo vào tối thứ tư rằng ông có kế hoạch từ chức lãnh đạo UCP sau cuộc họp kín hôm thứ năm. Ông Kenny đã quyết định tiếp tục giữ chức vụ của mình cho đến khi có thể chọn được một nhà lãnh đạo mới. Ông Kenny bước vào phòng tại trung tâm Mark Doggo trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của các thành viên trong nội các. Giới truyền thông được phép vào trong khi ông Kenny phát biểu, nhưng Thủ Hiến đã không trả lời câu hỏi sau đó. Ông Kenny cho biết, quyết định giữ ông làm lãnh đạo cho phép chính phủ có cơ hội duy trì tính liên tục và ổn định, cũng như tập trung vào các ưu tiên của người dân cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được bầu. một người đàn ông lớn tuổi khiếm thị bị cướp cổ trên City Train. Cảnh sát Calgary đã tiến hành bắt giữ sau khi một kẻ lạ mặt đã cướp cổ một người lớn tuổi khiếm thị trên xe City Train. Bị can 25 tuổi, hiện đang bị tạm giữ, theo cảnh sát, cả hai người đàn ông đang ở trên chuyến tàu hướng đông bắc từ ga City Hall Station vào khoảng 6 giờ 15 sáng hôm thứ tư thì kẻ đã cướp cổ người đàn ông 65 tuổi và ông đã bị tấn công trong một cuộc tấn công ngẫu nhiên vô cớ. Người đàn ông bị thương đã đi ra phía đầu tàu và thông báo cho tài xế. Người này sau đó dừng tàu ở khu vực Riverfront Avenue để kêu cứu. Cảnh sát cho biết Nghi phạm đã mở cửa tàu và chạy trốn. Người lái tàu sau đó đã lái tàu đến ga Bridgeland, nơi người đàn ông bị thương được EMS đưa bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng các cảnh sát đã bắt giữ ba người hôm thứ Tư tại nhà ga, những người mà họ cho là có liên quan nhưng sau đó đã thả họ mà không bị buộc tội. Bị can được tìm thấy ngay sau khi vụ việc xảy ra với sự giúp đỡ của đơn vị chó nghiệp vụ cảnh sát. Thanh niên 25 tuổi này đã bị buộc tội tấn công nguy hiểm và tàn trữ vũ khí nguy hiểm. Theo cảnh sát, bị cáo nói rằng anh ta bị đau và vì vậy họ đã đưa anh ta đến bệnh viện, nơi anh ta được cho là đã cố gắng hành hung một bác sĩ. Sau khi được giám định, anh ta được thả để trở lại nơi giam giữ của cảnh sát. Cảnh sát Gregory cho biết, họ tin rằng sức khỏe tâm thần, sự nghiện ngập và vô gia cư là những yếu tố dẫn đến hành vi của bị cáo. Anh ta đang bị giam giữ cho đến khi ra tòa tiếp theo. kẻ tấn công thành phố Quebec đêm Halloween bị kết tội giết người cấp độ 1. Một người đàn ông đã dùng kiếm để giết hai người và làm bị thương nghiêm trọng năm người khác ở khu lịch sử của thành phố Quebec vào đêm Halloween năm 2020, đã bị bồi thẩm đoàn kết tội hôm thứ Sáu với hai tội danh giết người cấp độ 1. Bồi thẩm đoàn đã kết tội Kajiroa, 26 tuổi, trong cái chết của François Duchenne, 56 tuổi, một nhân viên bảo tàng và Susan Clement, 61 tuổi, là một thợ làm tóc. Các bồi thẩm đoàn cũng kết tội anh ta với 5 tội danh cố ý giết người. Giroa đã thừa nhận hành vi nhưng luật sư bào chữa của anh ta lập luận rằng thân chủ của anh ta không phải chịu trách nhiệm hình sự do rối loạn tâm thần và không thể phân biệt đúng sai. Công tố viên phản bác rằng vụ giết người đã được tính trước và Giroa đã biết về hành động của mình vào đêm hôm đó. Vài phút sau, 11 bồi thẩm viên đưa ra phán quyết vào ngày thứ năm của cuộc thảo luận. Luật sư biện hộ Pierre Gagnon cho biết thân chủ của ông ta đã mong đợi một kết quả khác và sẽ kháng cáo. Người đàn ông đã dùng đứa bé 3 tuổi làm kiên trắng khi đi cướp trạm xăng một người cha được cho là đã dẫn theo đứa con nhỏ trong khi đi cướp một trạm xăng ở Southern Interior, tỉnh PC trong tuần này, điều mà một nhà chức trách tội phạm mô tả là vô cùng đáng lo ngại. Đáng báo động hơn là nghi phạm còn bị cáo buộc là sử dụng đứa con mới biết đi của mình làm lá chắn khi đối đầu với cảnh sát RCMP. Các nhà chức trách cho biết vụ việc đã xảy ra vào tối thứ năm tại Kemloop. Một người đàn ông bước vào trạm xăng trên đường Westside nắm tay một đứa trẻ 3 tuổi nghi phạm được cho là đã đòi tiền từ nhân viên và sau đó vén áo lên để lộ vật dụng giống như một khẩu súng. Cảnh sát hoàng gia RCMP tại Kamloops cho biết vụ cướp là nhanh chóng được báo cáo cho một cảnh sát khu vực và khi đến nơi, hai cha con đã rời khỏi hiện trường. Sau đó cảnh sát đã xác định một kẻ tình nghi ở gần đó dẫn tới một cuộc đối đầu căng thẳng. Cảnh sát RCMP tại Kamloops cho biết cuối cùng thì nghi phạm cũng đã thả đứa trẻ để chạy đến chỗ của các thành viên khác trong gia đình. Các nhà chức trách cho biết người cha đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu tranh ngắn ngủi và được phát hiện là mang theo một khẩu súng giả. Nghi phạm 32 tuổi, cư dân Oliver đang phải đối mặt với một số tội danh bao gồm ăn cướp, nói lời đe dọa, vi phạm lệnh cấm cầm súng và chống lại việc bắt giữ. Tâm lý mua trước trả sau có thể dẫn tới nợ cắt cổ cho người tiêu dùng thế hệ Z. Các kế hoạch mua ngay trả sau đang ngày càng phổ biến với người tiêu dùng thế hệ Z, đó là những người sinh giữa năm 1997 và năm 2012, thông qua những người có ảnh hưởng trên TikTok và Instagram để quảng bá các dịch vụ này. Nhưng một chuyên gia tài chính cá nhân cho biết, những dịch vụ này có thể mang lại những rủi ro tài chính nghiêm trọng cho những người trẻ tuổi. Các dịch vụ này cho phép người tiêu dùng thực hiện các giao dịch mua lớn và trả góp không lãi suất và thường không yêu cầu kiểm tra tín dụng hard credit checks làm cho những người trẻ tuổi không có điểm tín dụng tích hợp vẫn dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ này. Biên tập viên của MoneySense Lisa Hanam cho biết những dịch vụ này đang được những người có ảnh hưởng trên TikTok và Instagram lăng xê bằng cách tạo ra các video mua rất nhiều đồ, khoe tất cả những món đồ thú vị mà họ đã mua. Nhưng cô Hanam gọi những dịch vụ này là tín dụng trẻ em và có hậu quả người lớn và cảnh báo rằng chúng có thể khiến cho tương lai tài chính của những người trẻ gặp rủi ro cô nhấn mạnh phân tính dụng trẻ đó là bạn có thể sử dụng tín dụng và các khoản vay không tính lãi và thanh toán rất đơn giản và hậu quả người lớn đó là đến khi mà người tiêu dùng không thực hiện thanh toán hàng tháng hoặc là hai tuần một lần đúng hạn cô hà nam nói tiếp có thể là có phí có thể là có lãi có thể là bị ràng buộc với thẻ tín dụng của bạn Điều này cuối cùng có thể dẫn tới các đại lý thu nợ ảnh hưởng đến điểm tín dụng của bạn và cuối cùng ảnh hưởng đến các giao dịch mua lớn hơn như là thế chấp, xe hơi hoặc là bất kỳ thứ gì tương tự. Theo một cuộc khảo sát do cơ quan tiêu dùng tài chính Canada thực hiện từ tháng 9 năm 2019 cho tới tháng 3 năm 2021, các mặt hàng phổ biến nhất được mua thông qua hình thức mua ngay trả sau là đồ nội thất hoặc là thiết bị đồ điện tử và quần áo hoặc là các mặt hàng thời trang. Trong số những người được hỏi đã sử dụng các dịch vụ này, 74% cho biết họ đã chi hơn 200 đô la. Và ngành công nghiệp mua ngay trả sao được kỳ vọng sẽ phát triển. Theo một báo cáo vào tháng 2 của năm 2022, từ công ty nghiên cứu thị trường gọi là researchandmarkets.com, lĩnh vực này dự kiến sẽ tăng 63,5% hàng năm ở Canada. Cập nhật về tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 20 tháng 5, Canada báo cáo có thêm 2.028 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 3.844.725 và có thêm 1.892 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có thêm 289.391 ca còn bệnh và có thêm 36 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 40.664 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 84,9 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,8 triệu người hay là hơn 85,9% dân số đã tiêm ít nhất một liều và trên 81,9% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 90,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và hơn 86,2% đã tiêm hai liều. Trên 48,6% người Canada đã tiêm mũi tiêm thứ ba. Tỉnh bang Ontario báo cáo có 1.412 ca nhiễm mới và có thêm 24 ca tử vong. Quebec thì có quan chức y tế đã công bố có 612 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong. Yukon thì có thêm 4 ca bệnh mới.